một xít đây. Đấy. Về chưa? Tốc độ của bàn thờ đấy. Đẩy 24 đẩy thuyền 5m4 đẩy nhỉ? Chạy rẽ sóng à. Chân vịt nó khỏe quá, nó đẩy bung nước lên nhỉ. Cái này mới chân vịt 3 chắc đẩy ghê lắm. Đây mới chạy chân vịt 2 thôi. Cái này từ đời này rất là tiện, đỡ tốn xăng, đỡ gây ồn ào, nhưng kích đỡ thì nhầm ngó. Anh nước cho miệng